đến chuyên mục tâm sự và chia sẻ cùng em Vinh nha. Nếu các tình yêu đang xem video này thì các tình yêu hãy xem đến cùng nha. Thương em Vinh đi, và biết đâu là sau cái video này thì các tình yêu sẽ tìm được những cái thông tin hữu ích và có thể giúp đỡ được cho bản thân, gia đình và những cái người xung quanh ha. Thì bản thân em Vinh là một người rất là thích chia sẻ và cũng đã chứng kiến rất là nhiều câu chuyện bi hài. Thì em Vinh có người bạn ở thành phố Hồ Chí Minh á, thì cái anh chị đó cũng đã lớn tuổi, trên 40 tuổi rồi. Thì cách đây vài tháng thì chị có tâm sự với lại em Vinh á, là chồng chị dạo này á, không còn có cảm hứng trong cái vấn đề quan hệ vợ chồng nữa. Và trước đây á, thì cứ đều đặn 2-3 lần một tuần, thì bây giờ cả tháng luôn anh không đụng đến chị luôn. Thì chị lúc đó chị rất là lo lắng và chị suy nghĩ là không biết là chồng mình có ngoại tình hay không. Thì lúc đó em Vinh cũng bảo là thôi thì đừng mình đừng có nghi ngờ nhau như vậy, cần gì thì cứ nói thẳng ra. Thì chị cũng làm theo và chị về chị tâm sự với chồng. Thì cuối cùng là anh cũng chia sẻ thật là anh đang bị suy giảm cái khả năng sinh lý và anh không có cảm hứng trong cái vấn đề quan hệ tình dục nữa. Nhưng mà anh rất là ngại cái vấn đề là phải đi đến bệnh viện khám hay là phải đi mua thuốc. Đó, thì khi mà chị chia sẻ lại như vậy thì em Vinh mới bảo là thôi chị lấy đông trùng hạ thảo về cho anh sử dụng thử xem như thế nào. Bởi vì đông trùng hạ thảo nó có cái chức năng cải thiện khả năng sinh lý của nam và nữ rất là hiệu quả luôn. Thì lúc đó chị cũng lấy về cho anh sử dụng và quả thật là nó đã hiệu quả các tình yêu. Tức là anh sử dụng chỉ tầm trong khoảng tầm một tuần thôi, thì qua tuần thứ hai thì cái khả năng đó của anh đã phục hồi lại và anh có cảm hứng hơn. Trước đây thì một tháng một lần thì sau khi mà anh sử dụng đều đặn thì nó lại trở về lại cái mức là 2-3 lần một tuần, rất là tuyệt vời đúng không ạ? Cái không chỉ là từ cái bản thân anh mà bản thân chị cũng vậy. Bản thân chị thì ở cái giai đoạn 40 mấy tuổi rồi đúng không ạ? Thì cái cơ thể cũng bắt đầu bước vào cái giai đoạn tiền mãn kinh, thì chị hay có cái chứng mà đau đầu và cơ thể mệt mỏi. Đó, thì khi mà chị sử dụng thì cũng cải thiện cho bản thân chị luôn. Đó, nên là hai vợ chồng cải thiện được rồi thì cái việc chăn gối bắt đầu là nó quay trở lại một cách đều đặn và nó có hiệu quả. Vậy thì ở trong đông trùng hạ thảo các tình yêu, nó có chức năng là cân bằng và điều chỉnh cái nội tiết tố của cả nam và nữ. Cái hormone nữ đó là estrogen và cái hormone nam đó là testosterone, thì nó sẽ giúp cân bằng hai cái loại hormone này cho cái cơ thể. Và thứ hai là nó điều chỉnh và nó điều trị được cái triệu chứng là suy giảm và rối loạn cái chức năng sinh lý ở cả nam cả nữ luôn. Đó, nên là nếu như mà bản thân các tình yêu mà cũng có những cái dấu hiệu giống như vậy, cảm thấy là bản thân mình không có ham muốn nhiều, ở nữ thì có cái tình trạng là hạn hán kéo dài, còn ở nam thì có cái tình trạng là cây lúc nào cũng bị cong, thì các tình yêu có thể là sử dụng cái em đông trùng hạ thảo này. Chúng ta sử dụng giống như là một cái thực phẩm hàng ngày, giống như thay vì chúng ta sử dụng nước trà bình thường, chúng ta có thể sử dụng em này thay cho trà. Nó sẽ cải thiện cho các tình yêu rất là nhiều luôn, không chỉ là mỗi cái chức năng sinh lý đâu các tình yêu nhé. Rất là tuyệt vời các tình yêu đã xem hết cái video này. Chúc tất cả các tình yêu đang xem video của em Vinh sức khỏe, bình an và luôn luôn hạnh phúc nha các tình yêu. Tạm biệt các tình yêu.